Chương trình Bé Kể Bé Nghe của trang thông tin giáo phận Phú Cường. Mình tên là Anna Nguyễn Ngọc Gia Nghi. Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện Phép Lạ của Chúa Giê-xu. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giê-xu, Đức Giê-xu và các môn đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giê-xu nói với người: họ hết rượu rồi. Thân mẫu người nói với gia nhân: người bảo gì các anh cứ việc làm theo. Đức Giê-xu bảo họ: các anh đổ đầy nước vào chung đi. Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi người nói với họ: bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc. Họ liền đem cho ông. Khi người quản tiệc nếm thử, nước đã hóa thành rượu, mà không biết rượu từ đâu ra. Còn gia nhân đã múc nước thì biết. Ông mới gọi tân lang lại và nói: ai ai cũng thích rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đã rượu xoàng hơn. Còn anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ. Đức Giê-xu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana miền Galilee và bày tỏ vinh quang của người. Các môn đệ đã tin vào người. Lúc đó, bà mẹ vợ ông Simon đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói cho bà, cho người biết tình trạng của bà. Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy. Cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài. Cả thành xúm lại trước cửa. Đức Giê-xu chữa nhiều kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh tật và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói vì chúng biết người là ai. Có người bị phong hủi đến gặp người. Anh ta quỳ xuống van xin người rằng: nếu ngài muốn, ngài có thể làm cho tôi được sạch. Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: tôi muốn, anh sạch đi. Lập tức chứng phong hủi biến khỏi anh và anh được sạch. Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho người. Bấy giờ, người ta đem đến cho Đức Giê-xu một kẻ bại liệt, có bốn người khiêng, nhưng vì dân chúng quá đông nên họ không sao khiêng đến gần người được. Họ mới dỡ mái nhà ngay trên chỗ người ngồi, làm thành một lỗ hổng rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống. Ta truyền cho con, hãy đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi về nhà. Người bại liệt đứng dậy và lập tức vác chổng đi ra trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ bảo nhau: chúng ta chưa thấy vậy bao giờ. Hôm ấy, khi chiều đến, Đức Giê-xu nói với các môn đệ: chúng ta sang bờ bên kia đi. Và một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền đến nỗi thuyền đầy nước. Trong khi đó, Đức Giê-xu đang ở đàn lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ nói: thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, thầy chẳng lo gì sao? Người thức dậy, ngâm đe gió và truyền cho biển: im đi, câm đi. Gió liền tắt và biển lặng như tờ. Rồi người bảo các ông: sao nhát thế, làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin? Các ông hoảng sợ và nói với nhau: vậy người này là ai mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh? Câu chuyện của mình đến đây là hết rồi. Hẹn các bạn vào những câu chuyện kỳ sau.